Tại trường Trung học cơ sở Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, Hội đồng đội tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức ngày hội tiến bước lên đoàn dành cho học sinh trung học cơ sở. Ngày hội tiến bước lên đoàn năm 2024 được Hội đồng đội Trung ương phát động. Chương trình diễn ra tại tỉnh Vũng Tàu và kết nối trực tiếp với 9 điểm cầu Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ và hơn 10.000 liên đội trường trung học cơ sở trên cả nước. Điểm nhấn của ngày hội là màn đồng diễn sân trường được tổ chức kỷ lục Việt Nam, Việt Kinh, xác lập kỷ lục với số lượng học sinh trung học cơ sở tham gia lớn nhất. Tại điểm cầu Phú Thọ, các hoạt động được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các bạn đội viên, thiếu niên chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh